Hello Vinh, hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì dạo này dịch em thế nào rồi? Sắp chết rồi anh ơi, khổ lắm rồi, khổ. Anh em biết sao một người đeo khẩu trang, một người không đeo không? Tại bởi vì mình thích thì mình đeo, giỡn thôi. Tại bởi vì dịch đó anh em. Thì bây giờ dịch á, anh cũng xuống rồi, anh cũng nghèo rồi, anh hết mô tô rồi. Vậy luôn hả? Định anh bữa nay anh giới thiệu cho anh em với mọi người á, là giới thiệu một chiếc xe tay ga, anh bán xe tay ga luôn. Nhờ qua xe tay ga luôn. Ừ, anh bán xe xe mới luôn, xe thùng luôn, chưa biển số luôn, về là ra biển số thôi. Mà biết tại sao anh mời em review không? Tại sao? Tại vì chiếc xe này nó rất là cute, full my way. Giống em đó đúng không? Ý anh là giống em đúng không? Anh xui nha, chiếc xe này đang hot luôn nha. Và anh mua mới về luôn, mua mua đập thùng về luôn á, nhập thùng về luôn á. Là chỉ cần anh em mua rồi về ra biển số thôi. Và tại sao anh mua nhập thùng về, nhập xe về? Tại vì á, mình nhập về mình mới review hết được. Chứ bây giờ mà mình ra cửa hàng á, mình review á, thì người ta ký đầu mình sao? Mình mà nói sai một cái người ta ký đầu. Còn xe mình mua về mình thấy làm sao mình nói vậy? Đúng Nó thực tế không? Rồi ok, bây giờ là cho em ra với lại mọi người ngắm xe nha. Xe đúng rẻ luôn, hai mấy triệu thôi. hai mấy triệu thôi. Ừ, xe tay ga, cute full my way. Đa số những anh em phân khối lớn mua về để trưng bày chơi. Trưng bày nhìn nó ngộ ngộ đó. Rồi, bây giờ ra. Đua mày vô nói chứ xe này đẹp không? Đẹp dễ thương quá à, em thích hai con mắt quá à. Thì á, đây anh giới thiệu cho anh em, thì xe này á chỉ là xe 50 phân khối thôi. Đó, nó dành cho học sinh. Với lại xe này á mấy anh em đặt anh nhiều rồi, đặt để đem về chân mấy anh em mô tô á, rồi đặt về để cho con cháu rồi chạy. Xe 50 phân khối là không cần bằng lái, mà ra biển số rất là rẻ, chỉ có hai mấy triệu thôi anh em. Đó thì hôm nay anh muốn giới thiệu với em con này. Anh chỉ còn hai màu này thôi, hai màu này là anh quay clip là anh có bán luôn. Đó thì còn hai màu này, mấy màu kia là giao cho mấy anh em hết rồi, mấy anh em đặt á rồi anh lấy về. Đó thì xe này xe mới luôn nha. Đây quay quay gần đây nè, quay gần đây anh em thấy không, chưa bóc ni lông rồi luôn á. Đó thì xe này nhìn nó lạ lạ, nó kiểu như mini hình đó, cho nên anh kêu nó là xe cute for my way á. Em ngồi xe này hợp ghê luôn á, dễ thương quá à. Ừ. Xe này thì mét 5 hay mét 4 gì ngồi cũng được. À, xe này là xe xăng nha anh em, có nhiều anh em lộn á, nó là xe điện. Xe này xe xăng, đổ xăng 50 phân khối tiết kiệm xăng đó anh em, nó không hao xăng đâu. Nè, quay qua coi cái đồng hồ nó rất là xịn luôn nè. Nhìn nó kiểu tàu tàu á. Nhưng mà xe này của Đài Loan. Thấy không? Đó cái đồng hồ đó. Đó, mấy cái nút bấm nè, rất là dễ thương. Đó, đèn còi nè, để như xe thường thôi đó. Ở đây đây em xuống đây, em xuống đây, em ngồi hoài. Nằm mẫu được rồi. Tự nhiên đó, đuổi đuổi em tôi. Biết cái này là gì không? Đứng gần anh. Cái Biết cái gì? này là gì không? À, cái móc để chơi trà sữa. Đúng rồi. Thường thường là học sinh sinh viên là hay đi mua trà sữa uống. Đúng rồi. Thì nó sẽ có cái móc để treo trà sữa. Biết cái này là gì không? Cái này á. Ừ. Ai à. Cái này anh còn không biết nữa sao em biết được? Ôi trời ơi. Cả ông bà trợn không mọi cái này người? Là gì không? Này là thắng. Ừ, con này là gì? Thắng luôn. Tưởng nó cái gì? À, tưởng nó tay con. Chạy nó tay con giống mô tô. Cái yên này ngồi hai người rất là thoải mái. À thì bây giờ qua đây qua chiếc này đi, để mình ngồi hai người coi thử sao. À, quên, chìa khóa mạ vàng nè. Đó, ghê ghê. Mạ vàng Hồ Cẩm Đào. Vàng 2000 thì ký nói chung á, xe con này á, Minh nhận xét anh thực khách thực tế luôn là xe con này á là cái máy nó ok.
Nhưng mà cái dàn áo của nó, tại vì nó bo nhiều quá, cái dàn áo nó nhìn nó hơi tàu tàu. Ừ. Mà xe này của Đài Loan chứ không phải của Tàu. Ok. Rồi. Rồi bây giờ leo lên ngồi thử cho anh em coi ha. Này mà sơn màu xanh lên là giống Doraemon luôn. À, chìa khóa giống như của cái này gọi là Butcher hả? Butcher hay Ferry nè. Đó, chìa khóa nhìn nó xịn sọ ha. Rồi đút vô nè. Móc zin nè. Ghê quá. Rồi mở lên nè. Đó. À, em lên ngồi lên. Ừ. Đây à, ngồi lên. Này. Đó, xe này chạy hay à quên. À, review cho anh em cái công nghệ đá tó nè, nè đây đây chỗ. Nè. Em ấn nút này vô là nó ra nè. Đó. Ghê. Ấn vô là ra. Để anh ấn. Ấn vô là ra đó. Xe này mời hai người cũng dễ thương. Đi uống trà sữa, đi uống cà phê đồ cũng mắc cười lắm á. Nhìn nó cute phô mai que đúng không? Ừ, dễ thương. Cute phô mai que. Dễ thương. Yên cũng bự nữa anh, ngồi dễ chịu. Yên bự ngồi dễ chịu đúng không? Ừ. Giờ cho anh em nghe tiếng bô nha. Ôi, hầm hố như như đó. Nét liên. Hết xăng. Chiếc xe mới chưa có đổ xăng. Đây chạy cho anh em coi nè, chạy cho chồng nha. Cho cái giọng bự ghê. Rồi để đây coi. Rồi xuống. Xe này nó rất là nhẹ. Xe này nó nhẹ lắm, em dắt thử đi. Bao nhẹ luôn. Ok. Nó nhẹ hiu à. Tại xe cho học sinh sinh viên mà. Đẹp mạng guốc á nha, dắt đại nha. Nhẹ không? U là chơi nhẹ hiu quá. Nhẹ lắm, lui lại nó nhẹ. Thôi nó nhẹ xe đạp vậy á. Ừ, cực kỳ nhẹ luôn. Đâu em ngồi lên coi. Coi anh em coi dáng coi. Nãy tôi ngồi thì đủ. Bình thường á, ngồi vậy lật xe bây giờ. Ngồi kiểu chạy xe á. Né, khó tính quá à. Sao anh em thấy ok không? À, mua xe tặng gì nít. Ú là trời. Anh em thông cảm nha, tại dịch bệnh không có ra công viên quay được cho nên quay ở trước nhà cho anh em coi. Hả? Mua điện thoại di động kìa. Mua đồng hồ điện kìa. Mua bình ắc quy kìa. Mua Unix đâu không bán đâu mọi người ơi, dịch ế quá. Yên này mượn mọi thoải mái kìa em. Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi, mở ra cho anh em xem cốp. Review phải review hết chứ. Đây, mở cốp rồi. Đây là hai cái kính zin, đây là cặp kính zin. Xe thùng mà anh em, xe mới mà, đổ xăng. Cốp, đây quay cốp cho anh em coi. À, cái bộ đồ nghề để sửa xe. Đó. Nói chung máy móc xe này rất ok. Đó, có dàn hiệu của nó thì nhìn vô nó sẽ màu mè chút xíu. Đúng không? Ừ, dễ thương mà. Em thấy xe này sao? Dễ thương. Đúng là anh đặt cái tên đúng không? Cute for my way. Này sơn màu xanh là nhìn giống Doraemon. Màu xanh là giống Doraemon hả? Giống con Minion á. Đây nè, coi răng nó đang cười nè. Nó đang nhe hàm răng ra nó cười mình nè. Thấy không? Xe này tiện á, đi học dễ thương mà đi cà phê mắt dễ thương. Mắt nó lé nè. Mắt này là mắt liếc không ai giao thông nè. Ô không. Còn này là hàm răng nhe răng lá cười khinh bỉ nè. Nó cười quê mình nè. Nè anh em mà chưa bóc siêu luôn, anh em nào mà lấy về là bóc siêu nha anh em nha. Mở. Đây chưa bóc siêu nè anh em, rất là mới luôn nè, quay Sài Gòn. Rất là mới tinh luôn đó, thấy không? Đó, còn hai màu này thôi. Cho anh em. Cái bánh nó thì nhỏ, tiết kiệm xăng. Con này được cái tiết kiệm xăng, không đổ xăng hoài đi không hết luôn đó em. Ừ. Thì anh chạy anh thấy con này thì xe 50 mà thì nó sẽ không mạnh như xe 100. Đó, thì nó chỉ mạnh như xe 50 thôi. Ừ. Hiểu không? Hiểu không? Kéo tới 150 thôi rồi. Xe này 50 phân khối thôi. Ừ, kéo tới 150 là hết rồi. Gì kéo 150 vậy? Ê, nhìn cái đồng hồ của nó, nhìn nó vui vui, ngộ ngộ á. Uh-huh. Ừ. Cái này giống báo bên điện thoại ghê luôn á. Xi nhan. Xi nhan nè. Bật xi nhan coi anh. Để anh bật xi nhan coi. Đây nè. Đây nè xi nhan. Đây nè cái xi nhan dễ thương. Nè xi nhan nè. Cute không? Dễ thương. Mắt chớp chớp luôn nè. Ừ. Mắt chớp chớp này mình có thể tắt được. Đó, tắt nè. Bình thường mình tắt. Đó, còn mình mở dưới được nè. Mở ở dưới nè. Đó, mở trên nè. Đó, tắt nè. Tắt nè, đó. Rất là ok. Nói chung là ở đây có cái chỗ để đồ nè anh em.
Ở đây có chỗ để đồ nè. Sao Vinix không lụm chiếc về chạy vòng vòng đi Vinix? Chút lụm. Thì dễ thương á. Con xe này thì hài hước. Nhìn nó hài hước. Còn chất lượng của nó là không biết nó có hài hước không. Mà anh nghĩ anh có kiểm tra máy rồi thì máy nó tạm ổn. Ổn, tại vì nó 50 phân khối mà đâu phải như mô tô đâu. À, có dàn ngoài của nó thì cái nhựa của nó nha, theo mình đánh giá thì nó sẽ không bằng mấy con AB đúng hoặc rồi là mấy con Yamaha. Ừ. Cái nhựa của nó thì hơi mỏng. Không hiểu là do hãng nó sản xuất như này, cái hãng này là hãng Gogo gì nè, nó anh em chuyên sản xuất xe điện á, nhưng mà bây giờ nó sản xuất xe xăng luôn rồi. Thì mình không BA, mình không nhận xu nào BA đó. Xe này mình mua về mình bán luôn nha anh em. Thì sao ta cái dàn nhựa của nó hơi lởm. Nhưng mà ổn, với giá tiền này thì ổn rồi. So với kể cả cái tay thắng nè. Tay thắng nó tay tay con ông quên lộn, xém nói lộn tay con tay thắng. Kể cả cái tay thắng của nó cũng nhìn lởm lởm sao anh em. Nhìn lởm á. Được cái là cái cục máy nhìn nó cũng chắc chắc một xíu. Cái yên này cũng lởm lắm anh em à. Cái yên nè, nó làm mỏng lắm anh em. Đây. Đứng gần anh để anh nói cho mọi người với em. Cái yên nó mỏng nhánh nè, thấy không? Thấy, chỗ thấy. Cái bánh nè, mỏng nhánh nè. Lỡ mà em bẻ cái là bay luôn á. Em bẻ cái là bay yên luôn á. Mà ai đâu bẻ. Cho nên anh mua về anh review thực tế cho anh em coi để anh em biết cái xe như thế nào. Đó, nè. Em cầm em bẻ cái là bứt liền. Mua về cho em gái là con cháu chạy dễ thương lắm. Nắp bình xăng thì nắp bình xăng nhìn cũng chắc chắn. Cũng chắc chắn, cũng ok. Ốc ác rồi thì ốc nó không có xịn đâu. Ốc nhìn nó cũng tàu tàu á. Không phải mà mình bán xe này mình khen thì nó được cái khúc nào thôi. Còn khúc nào nó không được thì nó vẫn không được. Này mấy con ốc nè. Mấy ốc nhìn tàu tàu á, nó không giống như R15 hay là GXX được nha. Nào coi kỹ ốc cho anh em xem. Mấy ốc này đi thời gian đảm bảo đem là nó xét nha. Nhưng mà cái này mình có thể thay thế được. Thay thế được. Thay ốc titan vô. Đó. Cái tay thắng là thấy nó lởm lởm rồi. Nhưng mà mấy cái này anh em có thể thay được nha. Và cái phụ tùng của nó cũng rất là đơn giản. Đi chung với lại mấy thằng xe tay ga khác thôi. Nó không có gì khó đâu. Bugi đồ Bugi rồi mấy cái đồ linh tinh nè. Công tắc đồ xài chung được hết mấy xe kia. Thay được hết đơn giản lắm. Về phụ tùng thì nó rất là đơn giản. Vỏ rồi nè. Đi ra mua có hết. Nói chung là nó không có khó đâu. Nói chung là xe này dành cho học sinh sinh viên đi ok. Dễ thương. Như mình là mấy anh em chơi mô tô là mua về chân không á. Mua về để cho nó vui vui ngộ nghỉnh á, những kiểu dáng ngộ nghỉnh. Đó, xe này chưa có biển số, anh em nào mua về bấm biển số thôi. Thì xe 50 thì biển số có mấy trăm ngàn thôi à. Đó. Rồi, vậy thôi. Review vậy thôi đúng không anh em? Đủ rồi. Cho anh em biết chất lượng của xe như thế nào. Lấy ra bóc đầu anh. Xe này bóc gì giỏi. Xe này tự vỡ luôn nè, đây bóc đầu đúng không? Thôi lật cái xe. Lật cái xe bây giờ. Bóc đầu. Rồi, clip tới đây thôi anh em. Thì mình nói về con xe này thôi. Thì giờ mình còn hai màu này nè. Anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình nha. Số điện thoại lại bay mình sẽ để trên Facebook. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Mình cố gắng hết sức mức có thể là ra được một cái clip mùa dịch cho anh em xem. Chứ bây giờ ra công viên quay không được. Quay trước nhà không à. Đó. Mời Vinix qua cũng khó nữa. Vinix qua đây hả, mời biết bao nhiêu ngày luôn á. Có thẻ xanh mới đi được anh em. Có thẻ xanh, thẻ đỏ gì đó mới đi được. Còn không có thôi ở nhà không à. Rồi bây giờ Vinix sẽ bắt taxi về lại đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, tạm biệt. Bye bye. Bye bye mọi người kìa. Bye bye mọi người. Rồi ok anh em.